xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị trong 24 giờ qua thì các tỉnh thuộc khu vực miền bắc đang trải qua những ngày giá rét nền nhiệt độ vẫn ở mức thấp trời rét đậm rét hại với nền nhiệt độ trung bình ngày luôn duy trì dưới 15 độ. Mưa trên khu vực Trung Bộ vẫn còn diễn ra nhiều nơi ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến tận Phú Yên. Trời rét còn duy trì ở các tỉnh phía Bắc, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì vẫn diễn ra tình trạng rét đậm. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ nhìn chung khá thuận lợi. Mưa chỉ xảy ra một vài nơi với lượng ít, ngày có nắng nhẹ nên nhiệt độ ở mức vừa phải. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh cũng sẽ được tăng cường thêm cùng với dòng xiết gió tây trên cao nên các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc vẫn còn có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn diễn ra trên diện rộng. Lưu ý là vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối gây hại đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây. Sang đến ngày 13 thì những hệ thống thời tiết gây mưa và rét cũng dần suy yếu. Do vậy mà Bắc Bộ thời tiết tốt dần lên, mưa thu hẹp lại về diện, chỉ còn có mưa nhỏ và sương mù xuất hiện vào đêm và sáng ở một vài nơi. Nên nhiệt độ cũng tăng chậm dần lên, với nhiệt độ vào buổi trưa chiều có thể lên tới ngưỡng là từ 15 đến 17 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc màn mây mỏng hơn, trưa chiều trời hứng nắng nhẹ. Sau đó là nhiệt độ cũng cao hơn và có thể đạt tới 16 đến 24 độ. Đới gió đông bắc kết hợp với yếu tố địa hình là nguyên nhân chính gây ra mưa cho khu vực trung bộ. Như vậy từ nay cho đến ngày 13, đới gió này vẫn còn hoạt động khá mạnh nên mưa trên giải đất miền trung vẫn còn được duy trì, song chủ yếu tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên. Sau đó mưa cũng có dấu hiệu giảm hẳn, chỉ còn có mưa nhỏ một vài nơi. Ngày có lúc nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng dần lên, trời ấm áp hơn. Thời tiết tốt và thuận lợi hơn cả cho mọi hoạt động đời sống của người dân, chính là ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ với tình trạng ít mưa, ngày xuất hiện nắng từ sáng tới chiều với cường độ nhẹ nên nhiệt độ ở mức vừa phải. Sau đây là dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thì vào ngày 12 trời nhiều mây, có mưa mưa nhỏ rải rác, tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn diễn ra, đặc biệt ở vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối. Còn ngày 13 và ngày 14 mưa giảm chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên ở ngưỡng là từ từ 13 cho đến 17 độ, riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn và có thể đạt tới từ 16 đến 24 độ khu vực phía đông bắc bộ vào ngày 12 trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác cùng với độ ẩm không khí khá cao, duy trì rét đậm rét hại, đặc biệt vùng núi cao có khả năng còn xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối. Còn ngày 13 và ngày 14, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và đêm và sáng, nhiệt độ cũng nhích nhẹ dần lên, tuy nhiên trời vẫn còn khá rét, tình trạng rét đậm rét hại vẫn còn xảy ra ở khu vực vùng núi. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế vào ngày 12 trời nhiều mây, có mưa có nơi mưa vừa, nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét ở phía Bắc có rét đậm. Vào ngày 13 và ngày 14 mưa có xu hướng giảm và được giảm hẳn trong ngày 14, chỉ còn xảy ra diện vài nơi, ngày trời hứng nắng nhẹ, nhiệt độ cũng tăng dần trở lại và trời ấm dần lên. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày 12, trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác ở các tỉnh phía Bắc. Phía Nam thì vẫn phổ biến là ít mưa, đêm và sáng trời lạnh ở các tỉnh phía Bắc. Còn ngày 13 và ngày 14 thì mưa giảm trên toàn bộ khu vực, ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần lên với nền nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 22 cho đến 26 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 24 đến 31 độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 12 cho đến ngày 14, thời tiết nắng giáo nên nhiệt độ ở mức vừa phải. Riêng trong đêm nay và đến ngày 13 thì nhiệt độ có xu hướng giảm, trời khá rét về đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Bộ thời tiết trong 3 ngày tới luôn ở trạng thái là ít mưa, ngày có nắng nhiều, song cường độ ở mức vừa phải. Riêng 1 đến 2 ngày đầu thì ở miền Đông Nam Bộ nên nhiệt độ về đêm và sáng có khả năng giảm xuống dưới ngưỡng 20 độ. Khu vực Biển Đông, Đới gió Đông Bắc hoạt động ở khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với mức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh trong 1 đến 2 ngày tới. Sau đó thì cường độ gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Trong khi đó thì vùng biển giữa Biển Đông luôn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Trong ngày đầu, sau cũng giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động mưa xảy ra ít song cần lưu ý sương mù khá dày xuất hiện về đêm và sáng gây cản trở tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km trong sương mù các tàu thuyền cần hết sức lưu ý còn vùng biển phía Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, thời tiết có phần xấu hơn, mưa rào và rông xuất hiện dưới diện giải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!